Liên quan tới việc tiêm vaccine mũi 3, trước thông tin xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 đang được người dân quan tâm, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ người dân đến hạng mũi 3 cao, nên đang trong chế độ chờ để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi 3. Nhiều nước ở châu Âu, Israel đã triển khai tiêm mũi 3 cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang là địa phương có số người đến hạn tiêm vaccine mũi 3 cao. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có công văn gửi đến Bộ Y tế và nhận được văn bản trả lời đề xuất hướng dẫn tiêm vaccine mũi 3 cho những đối tượng này. Bộ Y tế cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch rất quan tâm vấn đề này, tuy nhiên thời điểm hiện tại, thành phố sẽ tập trung tiêm vaccine cho các đối tượng chưa tiêm mũi 2 là các cháu từ 12 đến 17 tuổi thành phố Hồ Chí Minh chủ trương phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để tìm và thuyết phục vận động người dân tiêm vaccine nhằm đạt độ bao phủ tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nói, thời gian tới, khi Bộ Y tế có hướng dẫn về tiêm mũi 3, quan điểm của thành phố Hồ Chí Minh là sẽ tiêm cho tất cả đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn. Theo một số nghiên cứu trên thế giới, ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm hai mũi vaccine COVID-19 sau 15 tuần sẽ giảm đi một nửa. Như vậy, sau khi tiêm vaccine mũi 2 khoảng 4 đến 6 tháng, kháng thể của người được tiêm có thể giảm và có nguy cơ mắc bệnh, nhưng ít diễn tiến nặng. Việc tiêm đúng thời gian quy định sẽ giúp COVID-19 dần trở thành bệnh cúm thông thường. Đồng thời cũng theo các chuyên gia, nếu triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho người dân, cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh tình trạng người dân đổ xô đi tiêm vaccine khi chưa đến thời gian tiêm mũi 3. Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đình Ân và giám đốc Trung tâm Điều trị Bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Quân Y 175 Bộ Quốc phòng cho biết, Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3 ngừa COVID-19 là cần thiết. Tuy nhiên, người dân cần chú ý, vaccine tiêm vào cơ thể cần có thời gian sinh ra hệ miễn dịch, nên chúng ta cũng không nên dựa vào xét nghiệm kháng thể. Nếu thấy thấp mà vội vàng đi tiêm vaccine mũi 3 khi chưa đủ thời gian mũi 2 đã tiêm trước đó. Hiện nay, theo ghi nhận của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 16 nước xuất hiện biến chủng mới Omicron. Triển khai tiêm mũi 3 nhanh chóng đang là cuộc chạy đua của các nước đã xuất hiện biến chủng này. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến và giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, tiêm mũi 3 triệu chứng nhẹ hơn mũi 1 và mũi 2, tuy nhiên tiêm chủng mũi 3 chúng ta cần lưu ý về chứng rối loạn đông máu xảy ra ở người lớn hoặc viêm cơ tim ở trẻ nhỏ nên cẩn trọng vẫn là điều cần thiết.